Okay, nó vẹn này dương bật to từ chúng nó mấy mươi tiết tẹn tông conditional bần tay môn nâng chạp bắt đám nhưng khi nhóm xông rộng lực nẹ tình ọc nìm đoán tiết tẹn tông từ nâng conditional không bị sao lê chẳng thả ta conditional miên bần màn bập hết chẳng conditional không bị sao lê dương cư miên chụp nguồn bạm tì mũi cư sổ conditional tì pi cư first conditional tì bay second conditional tì bùn third conditional nâng tì pram mix conditional. Okay, chẳng muốn chạp đám khi em xung rụng lực nàng ọc này tẹo tôn sổ conditional làm bình nè. Ta sổ conditional chìa vầy chẳng sổ conditional cứ miên tùm rung if plus simple present khema plus simple present nâng khăn ông cả rừng này if claw nâu khẳng múc mên claw cứ dân khăn đồ viên if claw nâng mên claw đôi khema. Okay, nàng ọc này khơi nhé. Nhưng cho ổn bà hà nhé. Ok, bọn tay khăn ông cả lần này mới tiết đài dương miên rồi biểu xe mới tiết cứ simple present plus if plus simple present đài chúng nói khó khăn nước trong thao vị ẩn mình cầm mà hơi dương anh dễ bàn thao vì cứ miên làm rung main clause plus if clause chẳng khăn ông cả lần này để main clause ngon mục if clause cứ dương bụng trang bách pra khem mà khăn chai kỳ rộng viên main clause nâng if clause tê. Ok, nâng ọc này khơi nhé. Nì, hãy nâng cái lại nhé. Anh ấy miền, hãy bánh tay. Khánh này if clause môn, khánh này main clause môn. Chân xong, đến nét mớ nè. Ok, alo tiêu hò. Khi nay nông ọc này tiêu hò thà John hits eye. John có cầm đào tự có. Tự có vừa rồi liền. Chân, bà sân bà John cầm đào tự có. Chân, cái lại nít cái hào thà if clause. Ok, để sao mình nói một đôi bị if. Hai, này cái hàng men claw. Ok. Ok, chẳng vì mình ăn tầng này mà nâng it mail. Chẳng nhìn vô men claw bị mốc. It mail if John hits eyes. Chẳng bà sân bà John cầm đào tự có rủ lý. Bà sân bà John nâng quạt cầm đào tự có. Ok. Chẳng vì chỉ đứng bất bất rồi vậy rồi. Tự có tự thử một cầm đào bị rủ lý. Ok, chẳng, ở đây nè, nhóm chóng cho ổn bà hàn tí ní cư nâu pê để if claw bì mốc cư miên khe má. Bọn ta nâu pê để miên men claw bì mốc cư miên khe má tê. Né, xung chóng chám, dìm đón tiết. If claw kháng mốc trâu miên khe má khăn chạy. Tớp miên men claw chỉ cào. Bọn ta bà men claw kháng mốc. Dương, sổ xe men claw há, dương xe if claw đòi bụng chăm mạch bà khe má tê. Chúc ca pra pra vinh, tạ tông tổ năng sử dụng đi xin nó, cư ca pra pra rồi bảo vĩ cư chân rõ trù. Chân đầm bây cầm oi khan bè vĩ lìa dũ dương bà to cho tờ first conditional tạm ọc nìa. Tại môn nâng cho tờ đo mê riêng first conditional ní. Nhưng xong rùm lực nè tạm ọc nìa nơi trang bì dùm nọt xâm khán. Tì mũi cư present simple, dương bàn riêng hai bì vẹn môn ấy, present simple cư tầm rung sắp chít plur verb plur compliment. Ủa tì hoa mẹ rí, rư gà sma nông tiện xí, quạt xa rấy ná, drives a car. Chẳng nó không present simple, bà rõ tì bấy miên ảnh tìpôl tờ lời full verb. Ná, đài bê full verb nâng chuyện main verb, nó không ngồi tầm rung present simple. Bọn tài, will claw bì mong ở vẹn môn này nhầy dây nốt, cư chú chơ simple nâng ấy. Tụm rung sắp chít plus will, plus verb, plus compliment. Chẳng tì ho thẳng lời được nghĩa Mary được gửi xí plus will, plus dry ạ. Bạn ta phép khó khăn nghĩa trong thà cả lại đài will, plus rưu gặp chú chơ simple cứ miên modal auxiliary verb will chụm nùi. Chẳng full verb mình trai prul tam sắp chít pronoun tê rưu có sắp chít tê. Chẳng Mary tụ bây chứ còn ai bà chẳng ạ. Sắp niềm bồ đề xa ai bà chẳng ạ. Tị bày ở đó có mình miên ẩn tị bồn từ lỡ full verb trái đối môn đài. Thế nhé, phiêu không níu ý, nếu ạ mình ai thế. Bọn ta trái, trái hàng trọng mình ai thế, ná, ok. Bọn ta trái hàng lớn ý miên ai, đời xa tự ẩn tị bồn bí sắp chị. Ok, chẳng ở dương và cho vẹn thầm nắng ý. Trâm ở phụ future simple nông viên khó lại nắng, ná. Ok, lỡ dương và to từ khăn nông ca sắc xa bi phơi conditional. Ta phơi conditional chia vầy. Chẳng the phơi conditional is used to refer to the presence of future where the situation is real.
This conditional refer to a possible condition and its probable result. In this sentence, the if clause is in the simple present and the main clause is in the simple future. Okay. Chúng khi nhóm số một prime những học này start từng học này. Okay, for conditional, trong ban kia prapra đam bay trong ôm hai pi, ba chữ bón nâng là cốt đại pen là môi nắng cứ than phiền lúc vi bất bên tai mình rồi phiền rồi tê còn tại khắp bay mình rồi phiền rồi nè. Lẽ khăn này cứ sầm đau từ lơ lẽ khăn đại ai từ ruột hai vi chia là tập hợp đại miền cái hạt probability cao là cấp bốn cao cao vị trí chiến nếu không prayok ơi rứa co tùm rung robot for conditional cứ mean if clause pra không tùm rung simple present hay main clause không tùm rung simple future đại như bạn mới riêng nên tụng ok ok lâu dương và to tiết dương chiên tụng đo lời chúng nói cái lại example ok form ấy chúng tôi cái lại này form chúng form vía ở nhóm ban giấy hái si, if sim, if clock ra simple present hay main clock simple future bên tai ca đã tì tảng present và if clock khăng mốc này if clock khăng mốc cứ dương prà khe má bên tai và if clock nó khăng cõi dương mình bạch prà khe má thì ok chà chúng dương mơ cùng tùm rung vía ở hái nè if nó một cái if clock if cái if clock chân đi mình kama nè if clock mình kama nè cái lại nè if clock hàng cầu no kama if clock hàng cầu no kama ok chân example if you don't hurry you will miss the train ok person mà nè mình bận nhà nè đừng khó khăn chân rụt lưng ok ta bị smile cái smile bị dụng cái tiết cứ you will miss the trend. Dương bạch pra khai ma tế. If you don't hurry. Ok. Chân này ngọt này khơi nhé. Ở khăn ông ngồi rụp hiệp ní. Ok. Hay mới tiết. You will miss the trend if you don't hurry. If, ok, anh đi ơi. Nhưng sẽ xây ở đây, đây. Ok, nhưng quay hành này. Ta, chẳng vậy thì if it rain today, you will get wet. Chẳng person bà vì phiền ngày ní nhẹ nâng sàm. Chẳng vì sma bà dụng mùi tiết cứ you will get wet if it rain today. Chẳng ở quay đây chúng nói bị xét. Person bà if nơi khẳng mốc, khó if nơi khẳng mốc cứ miên khai má. Né. Bên tai person bà if nơi khẳng cao vĩnh cứ mình miên pra khe ma tê nè nông bì dô tầng pi đẹp bằng hai ní ok nè ok nè khai nhé nội dung khăn chăng ở lớp nhìn chong cụ mình chạy tẹo tôn ca pra pra bì dô thì mùi pra sân bà nè mân bà nhạp nè nâng khó khăn chương rực lường chương bên đây thả mạch ô tia ho thả mau ca nghỉa work king hour is at 8 AM chẳng đâu. Đó lâu kia it is 7 AM. Ok? Chẳng person bà quát nơi ta bần to dứt vì ai khó khăn chương rực lương gọt chí hái bụi phơi chí ngái. Ok? Nâng chìa tì hò. Chứng vì ai nâng cao lao. Có bần tài. Cái lái vẽ ní vì có ai nâng ngời mình cao lao lái. Chúng cá quát ọt bà nhạp ấy. Tại quốc cơ tư toàn này, bằng tay khoản thật sẵn khâm cao vì tích nên này tha bê bởi liên nâng cư sàn phiếp đài vì cao lăng vì sẵn khâm tràn chật sập hiệu rồi, bạch sập hiệu rồi lăng tấn nữa. Ok, chẳng ở dân trà phương khẩn đi xin nó trà vầy. Hay mùi tiết bà sân bà liên thay anh đi, nhẹ nâng sao. Chẳng dân viên phó tang cư tiêu thầm mê, the sky, y đạc chẳng. Mày chập đám khả màu chẳng dân mưa tức ngày nó sân khâm phliên trở mày túng ok bên đường phliên ngày nắng hai bà sân và chanh tớ sao phliên ngày nắng nhảy bà con đi sao bọn vô áo phliên tớ ok chẳng quạt ở dưới ní cứ sân khâm cạt làng
វាសង្ឃឹម 70-80% ឡើងទៅណាវាអាចក្បែរ 190% វាឡើងទៅណាអូខេអញ្ចឹងហើយចាប់ធម្មវគ្គហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលយកបាននៅចំណេះដឹងតកតងនឹង full conditional ដែលខ្ញុំបានបង្រៀននៅពេលនេះហើយប្រសិនបើមានចម្ងល់អ្វីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment សួរឬក៏អាចតំណាក់តំណងសិក្សាផ្ទាល់តែម្ដងក៏បានដែរអូខេអរគុណសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមដល់ចប់អាយសូមអរប្រិយមិត្តជួយចុច subscribe ESP Education Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា